Xin chào cả nhà. Hôm nay anh em sẽ đập hộp một siêu phẩm khá là xịn sò cho anh em chuyên sự kiện. Cả nhà nhìn qua có thể đoán được là sản phẩm gì không? Đây chính là một em kích sóng không dây cho micro D500 thương hiệu Cafaco. Đạp xoay một vòng cho cả nhà cùng xem. Một chiếc hộp khá là xịn sò. Giờ em mở nắp cho. Lật lại. Ok. Đặt mở nắp đi. Một quả hộp khá là xịn sò cả nhà. Đây là mặt tiền của em nó. Khá là đơn giản. Mặt nhôm phay. Bên sau ok, để em quay rõ hơn bên sau cho cả nhà cùng xem nha. Sản phẩm khá là chỉnh chu, chi tiết từng linh kiện. Ok. Rất là đẹp. Tiếp tục em. Sản phẩm này có thể kích sóng lên tới 500m với điều kiện là không gian lý tưởng ngoài trời, không vật cản. Đây là linh kiện đi kèm. Dây kết nối vang ten với đầu thu không dây. Ok em. Mới tinh nguyên zin. Đây là after. Bộ nguồn after mấy ai em? Còn mấy con? Bộ nguồn này là 12V 5A. Anh em sự kiện chưa có sản phẩm này thì liên hệ em, sẽ có giá tốt nhất cho anh em. Bộ đầu pin CX5. Rồi, rắc chuyển đổi. Một cặp ốc. Xịn sò quá cả nhà, mạ vàng, cái này em bóc ra cho cả nhà cùng xem. Nhìn khá là chất đấy. Bóng luôn cả nhà ơi, như vàng 4/9. Cái này đặt lấy mấy lửa đốt thử xem có phải vàng 4/9 không. Để lên đây đặt, để lên đây quay phát cho cả nhà xem lại nó bóng thế nào. Ok, giờ xíu cho vui thôi. Đây là hai bộ dây dài kết nối với lá sóng. Rồi, đặt lấy lá sóng lên. Đợt này bên em về được hơn chục chiếc. Cuối năm rồi nên là cũng khá là kẹt hàng cả nhà. Cả nhà mình ai cần cứ liên hệ hotline ở trên video. Đây là hai lá sóng nhá. Mỗi bộ sẽ có hai lá sóng. Ok.
À từ từ em quay cái này xin. Có màn hình đều. Cả nhà mình cùng xét tần số. Đây là sóng thứ hai. Nhà máy đóng gói khá là kỹ. Trên này có một màn hình để chúng ta có thể xét tần số. Bằng nhôm phay khá là sắc sảo, đẹp từng chi tiết. Giải tần số khá là rộng, cả nhà có nhìn thấy không? Em zoom cho nha. Giải tần số từ 400 đến 950. Ok. Ok, một siêu phẩm khá là đẹp cho anh em sự kiện. Giá bên em về đợt này khá là tốt. Ok, đặt xem còn gì không? Hết rồi không? Ok. Xin chào cả nhà. Sản phẩm có sẵn tại Đình Thiên, Nha Trang, Đình Thiên, Nghệ An và Hà Tĩnh, Đình Thiên, Sài Gòn và Đà Nẵng. Tất cả đều có sẵn, anh em có thể tới tận showroom để tham khảo và test trải nghiệm sản phẩm. Bên em đã test rồi. Khoảng cách ở biển Nha Trang lên tới tận 500m, chính xác luôn nha cả nhà. Không hề yếu sóng, tiếng khỏe, sóng khỏe. Còn trong vật điều kiện vật cản thì bọn em cũng chưa test được, nói thật với cả nhà như vậy. Anh em xin kết thúc video. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Đạt chào cả nhà ấy coi. Nãy giờ anh đang lấy nét nên nó hơi mờ. Tất cả các sản phẩm bên em đều có sẵn khá là nhiều. Lo kéo, linh kiện. Và đây là cống hồng cột cáp, tín hiệu, âm thanh sân khấu mới về. Anh em cần liên hệ luôn, bây giờ cháy hàng, giá khá là mềm.